Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với thế giới cổ tích của ông Tư miền Tây. Hôm nay ông Tư miền Tây sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện cổ tích, sự tích con cua. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp nết na, nhìn kém may mắn hơn những người khác. Cô mồ côi mẹ lúc chưa đầy tháng tuổi. Cha lấy vợ kế được một thời gian thì ông cũng sinh bệnh rồi qua đời. Cô gái sống với mẹ kế cùng đứa con riêng của bà. Cô con gái riêng của bà mẹ kế thì vừa lười biếng, vừa kiêu kỳ, tự cao tự đại. Còn cô con gái mồ côi thì phải làm đụng hết mọi việc, biết thân biết phận mình. Vốn tính hiền lành, ngoan ngoãn, cô chịu đựng hết thảy, nín lặng làm hết mọi việc mà bà mẹ kế đã giao. Cô dằn lòng gánh chịu mọi lời mắng chửi trút xuống đầu mình. Bao nhiêu người thương mến cô, thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nhưng họ chẳng biết làm gì để giúp cô bớt khổ. Một hôm, thấy cô mặc chiếc váy đẹp rực rỡ, mũi gì ghẻ nổi trên tam bành. Bởi xưa nay cô là đã vốn xinh đẹp, giờ trong chiếc váy mới trông cô lại càng xinh đẹp hơn, kiều diễm hơn. Còn con gái của mụ dì ghẻ thì có đắp bao nhiêu lụa là gấm dốc lên mình thì cũng không sao đẹp được. Đến nước này, mụ không sao chịu đựng nổi, mụ dì ghẻ sôi máu, sấn sổ vào cô gái đáng thương mà tru chéo đánh đập, cho là cô ăn cắp chiếc váy ở đâu. Cô gái mới đành thú thật, đây là chiếc váy mà của một bà lão đã tặng cho cô. Hôm ấy thì cô ra xong giặt quần áo cho mẹ và cho em, thì bỗng có một bà cụ rách rưới đứng bên cạnh cột rìu vào trên nước uống. Nước xong thì được ngầu nên cô lấy nước trong ống nước của cô đem theo cho bà cụ. Bà cụ uống nước xong liệt cho cô gái một cái bọc nhỏ, bảo là thưởng cho lòng tốt của cô. Cô mở ra thấy chiếc váy xinh đẹp này, cô định trả lại cho bà cụ nhưng bà cụ đã biến đâu mất tiêu không còn thấy nữa. Mụ dì ghẻ đã thầm nghĩ, có lẽ đúng thế, đây là chiếc váy mà của bà cụ đã tặng cho cô gái đáng thương. Vì lúc bấy giờ bà mụ dì ghẻ cũng có nghe láng giềng bàn tán xôn xao là có một bà tiên xuất hiện. Do đó đây là chiếc áo mà bà tiên đã tặng cho cô gái là đã đúng thành sự thật. Thấy thế, bà mụ dì ghẻ đã liền nghĩ ra một cách, đó là không cho cô gái đi ra bờ sông giặt quần áo nữa, mà thay vào đó là cô em xấu xí với đứa con riêng của mụ, để nhằm mục đích là mụ sinh bà tiên cho cô con gái cô ở mụ trở nên xinh đẹp. Thế là từ ngày ấy, cô gái mồ côi không phải đi giặt nữa. Con gái riêng của mụ thay thế công việc, không lấy gì là dễ dàng đối với cô ta, nhưng mong muốn được gặp bà tiên để xin cho mình trở nên xinh đẹp. Thì ngày nào cô cũng ra sông với vài cái khăn nhỏ, hy vọng là được gặp bà tiên nọ. Thế rồi hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời, mây trôi bồng bềnh, chim sơn ca hót réo giòn, hoa thi nhau đua nở, thì gặp ngài bà lão xuất hiện. Nhìn thấy bà cụ cô gái kiêu kỳ kia, định là lấy nước đưa cho bà uống. Nhưng bà cụ tới gần cô rồi bảo, chào cô gái, giặt áo của tôi đã lắm bùn, cô làm ơn lấy nước giặt cho tôi với. Cô gái đỏng đảnh cao có đáp, cái mụ già bẩn thỉu này, bà nghĩ tôi là gì mà bảo tôi làm cái việc ấy ghê tởm ấy, bà sắp chết cho tôi còn chưa được nữa. Bà lão nghe thế, chà, đúng là một đứa con gái hư hỏng hổm láo, con bé này không giống con bé kia. Cô gái bỗng, sao bà biết chị gái tôi à? Cô gái đỏng đảnh hốt hoảng lên, cô ta liền biết mình là đã sai phạm quá lớn, vì mình đã gặp được bà tiên đã trao tặng cái váy đẹp cho chị của mình, nhưng mà cô không biết mà cô đã xúc phạm đến bà. Cô gái định mở miệng xin lỗi, nhưng bà cụ lúc đó thì đã nghiêm sắc mặt xuống và nói, một con người có tâm hồn xấu xí thì không thể trở thành người con gái xinh đẹp được, đủ các ngươi phải chịu trừng phạt. Nói xong bà cụ thọt biến mất, và cô gái kiêu kỳ kia thì cũng biến mất.
và ngay chỗ đó lại là xuất hiện một con vật lạ. Con vật tuy nhỏ nhưng có màu xám xịt, chân cẳng thì tua tủa, miễn cứ thấy người ta lại là hốt hoảng chui chuốt vào trong hang. Và cô gái đó chính là người đã biến thành con vật đó, và ngày nay chúng ta hay gọi là con cua.